lên nam anh em, bởi vì ta có hơn gì đâu. Xin dừng lên anh em, bởi vì ta có hơn gì đâu. Đôi lúc lòng ta căm thù và chia rẽ nhau, gây bao thương đau, làm sao hàn gắn cho mau. Chỉ một lần thôi hối hận sự tan ra hòa, trái tim nở hoa tình bên thương nhau đậm đà. Đôi mắt của ta chưa nhìn những yêu sâu xa, ngay trong thâm tâm bày mưu giả dối điêu hoa. Những lần bỏ qua tiếng gọi thiết tha trong lòng, Chúa kêu gọi ta hãy mến thương nhau thân tình. Xin đừng lên ám anh em, bởi vì ta có hơn gì đâu. Xin đừng lên ám anh em, bởi vì ta có hơn gì đâu. Lời Chúa trong Tin Mừng theo Thánh Matthew chương 5 câu 33 đến câu 37. Anh em còn nghe luật dạy người xưa rằng chớ bội thề, nhưng hãy trọn lời thề với Đức Chúa. Còn thầy, thầy bảo cho anh em biết, đừng thề chi cả, đừng chỉ trời mà thề, vì trời là ngai Thiên Chúa. Đừng chỉ đất mà thề, vì đất là đệ dưới chân người. Đừng chỉ Jerusalem mà thề, vì đó là thành của Đức Vua cao cả. Đừng chỉ lên đầu mà thề, vì anh không thể làm cho một sợi tóc hóa trắng hay đen được. Nhưng hễ có thì phải nói có, không thì phải nói không. Thêm thắt điều gì là do ác quỷ. Quý vị và các bạn thân mến, Xenophon là một nhà hiền triết. Ông bị bắt đi làm nô lệ cho vua của nước láng giềng. Biết ông là người tài giỏi, nên nhà vua thường hỏi ý kiến ông và trao cho ông việc thiết đãi tiệc tùng. Lần ấy, vua lệnh cho ông nấu một món ăn ngon nhất để đãi khách. Xenophon mua toàn là lưỡi về làm tiệc đãi khách. Thực khách hôm ấy ai cũng khen ngon. Những lần kế tiếp, Xenophon cũng vẫn cứ đãi khách bằng món lưỡi. Nhà vua cho gọi Xenophon đến, hỏi tại sao cứ cho khách ăn lưỡi mãi như vậy. Xenophon giải thích, đó là món ăn cao quý nhất. Bởi vì nhờ lưỡi mà ta học được điều khôn ngoan, nhờ lưỡi mà ta ca tụng Thượng Đế cũng như ca tụng nhau, và cũng nhờ lưỡi mà ta giao ước được với nhau. Như thế, không gì quý bằng lưỡi. Nhà vua rất hài lòng về lối giải thích của Xenophon. Và để thử tài nhà hiền triết, vua lại sai Xenophon nấu một món ăn dở nhất. Khi mang món ăn dở nhất lên, nhà vua thấy cũng vẫn là lưỡi. Vua nổi giận và bắt Xenophon giải thích, nếu không xuôi tai thì sẽ bị chết. Lúc ấy Xenophon tàu, tàu bệ hạ, còn gì xấu bằng cái lưỡi, vì không có một điều xấu nào mà cái lưỡi không tham dự vào. Nào là phản bội, bất công, gian dối, lừa đảo. Vì thế món lưỡi là món dở nhất. Quý vị và các bạn thân mến, trong bài Tin Mừng hôm nay, Chúa Giêsu cũng đã đề cập đến một hoạt động của cái lưỡi, đó là lời thề thốt. Trong Cựu Ước, chúng ta thấy có luật cho phép thề thốt. Sở dĩ có luật này vì sự dối trá. Như vậy cho phép thề có nghĩa là một cách nào đó khoan dung cho sự dối trá. Nhưng khi Chúa Giêsu đến, Ngài đã cấm không được thề thốt. Như thế là Ngài không chấp nhận sự dung túng cho sự dối trá. Thật vậy,
quả đúng như lời Ngài đã tuyên bố trước đó rằng, Ngài đến không phải để hủy bỏ luật pháp, mà để làm cho nó nên tròn. Như thế thì từ nay không được phép thề thốt chi nữa, mà chỉ còn là có thì nói rằng có, không thì nói rằng không. Ngày nay, chúng ta đang sống trong một xã hội mà sự dối trá đang hiện trị. Dối trá đã trở thành một bản tính thứ hai của nhiều người. Nhiều người không còn ý thức về việc nói dối là một tội nữa. Người ta cứ nói dối miễn sao đạt được điều người ta mong muốn. Chính vì thế mà không lạ gì người ta mới hay thề thốt, và nhiều khi đã trở thành ô dù che đậy cho sự dối trá. Trong những phút suy niệm lời Chúa hôm nay, chúng ta hãy cầu xin cho chúng ta biết lấy nguyên tắc bất di bất dịch của Chúa là có thì nói rằng có, không thì nói rằng không, để sống với nhau. Như thế sẽ không còn phải thề thốt chi nữa, mà vẫn sống thật với nhau được. Amen. Xin đường lên làm anh em, bởi vì ta có hơn gì đâu. Xin đường lên làm anh em, bởi vì ta có hơn gì đâu. Vừa rồi là bài suy niệm lời Chúa. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin tôn giáo do Mai Hương trình bày. Tin giáo phận Vĩnh Long, Việt Nam.